Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Dù dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động nhất định, thành phố Hải Phòng thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020, quyết tâm là đầu tàu phục hồi kinh tế của cả nước. Động thổ công trình tòa nhà hỗn hợp dự án Hoàng Huy Sở Dầu cao 37 tầng Hoàng Huy Grand Tower tại số 2A đường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Huyện Kiến Thụy và Vĩnh Bảo sẵn sàng để ngày mai tiến hành lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am xã Lý Học đến đường bộ ven biển. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với chủ đề Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế. Đây được đánh giá là hội nghị riêng hồng về kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế đất nước như một chiếc lò xo bị nén lại vì dịch COVID-19, nay chuẩn bị bung ra, tái khởi động khi dịch bệnh đã cơ bản được đẩy lùi tại Việt Nam. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nêu bật những kết quả đạt được của thành phố Hải Phòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tăng trưởng kinh tế thời gian qua. Báo cáo Thủ tướng và hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ, dù dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động nhất định, nhưng thành phố Hải Phòng thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020 đã đề ra, mà sẽ quyết tâm thực hiện bằng được. Thành phố Hải Phòng không điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2020 đã đề ra, cụ thể là tổng sản phẩm trên địa bàn và phấn đấu là đạt mức tăng là trên 15% và chỉ số phát triển công nghiệp là tăng trên 20%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là tăng trên 40%. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác giữ ở mức tăng trưởng khá. Thống nhất cao với nhận định của chính phủ, đó là đại dịch đã gây khó khăn rất lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng xuất hiện những cơ hội mới cho những nền kinh tế đang phát triển như nước ta. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, chủ trương của thành phố Hải Phòng là tận dụng mọi cơ hội trong hoàn cảnh hiện nay để phát triển. Tận dụng mọi cơ hội hiện nay để phát triển, Hải Phòng đã và đang thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau: tăng cường cải cách thủ tục hành chính hơn nữa để các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai nhanh các dự án đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành hạ tầng các khu công nghiệp để đón nhận sự chuyển dịch đầu tư từ một số quốc gia về Việt Nam. Đồng thời đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng thêm một số khu công nghiệp mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tập đoàn tư nhân trong nước đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cáp treo trên đảo Cát Hải, Cát Bà và khu vui chơi nghỉ dưỡng quốc tế của tập đoàn Sun Group với trị giá gần 70.000 tỷ đồng. Khu du lịch cao cấp Đồi Rồng tại Đồ Sơn của tập đoàn Grisimco trị giá là 25.000 tỷ đồng. Dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng trị giá là 13.000 tỷ đồng. Đẩy nhanh việc phân khai chi tiết vốn đầu tư công, đáp ứng đủ nguồn vốn cho các dự án để đảm bảo tiến độ cho các dự án trọng điểm và thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thực hiện các gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân khó khăn do đại dịch COVID do chính phủ đã ban hành, đảm bảo công khai, minh bạch. Hải Phòng đề nghị chính phủ và các bộ ban ngành trung ương quan tâm và giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến các dự án về xây dựng các khu công nghiệp và các dự án nêu trên của các nhà đầu tư mà thành phố đã trình với các cơ quan của trung ương. Tại Hải Phòng đã có 26 doanh nghiệp kiến nghị với tất cả là 37 khó khăn vướng mắc gửi đến hội nghị, chủ yếu trên các lĩnh vực cấp hạn mức tín dụng, giảm lãi suất vay vốn, giãn thời gian trả nợ cho các khoản vay chung và dài hạn, giảm tiền thuê đất, giảm phí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và doanh nghiệp, giảm thuế và các chính sách ưu đãi về thuế. Những đề xuất kiến nghị của các ngành địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng,
cũng như khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp thành phố cảng, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành lắng nghe và tiếp thu toàn diện. Để từ đó, Chính phủ ban hành một nghị quyết tốt nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Các bộ và các cơ quan, đặc biệt các địa phương, đều có chương trình hành động cụ thể để tháo gỡ khó khăn cụ thể ở địa phương mình nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, làm nhanh các thủ tục, tháo gỡ cho doanh nghiệp phát triển, quan tâm xử lý kiến nghị doanh nghiệp nhanh hơn, thuận lợi hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, các bộ trưởng có liên quan và có trách nhiệm xử lý nhanh những kiến nghị này để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Khó khăn 2 thì ta phải cố gắng 3 để vượt qua. Chúng ta cùng đoàn kết, cùng quyết tâm, cùng nhau lập thành tích, hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong năm nay và các năm tiếp theo, đóng góp vào phát triển dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần hun đúc trong toàn xã hội một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một tinh thần dám đổi mới dựa trên sức mạnh của gần 100 triệu dân. Thủ tướng cũng lưu ý, cộng đồng doanh nghiệp chủ yếu vẫn trông chờ tiếng nói giải quyết nhanh của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các địa phương. Do đó, cần chấm dứt tình trạng đổ qua đổ lại hay để xảy ra tình trạng quyền anh, quyền tôi, làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức lễ động thổ công trình tòa nhà hỗn hợp dự án Hoàng Huy Sở Dầu cao 37 tầng, Hoàng Huy Grand Tower tại số 2A đường Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Dự án Hoàng Huy Sở Dầu, Hoàng Huy Grand Tower là công trình tòa nhà hỗn hợp được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đầu tư và định hướng phát triển thành khu căn hộ tiện ích, đồng bộ và hiện đại. Dự án có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng trên diện tích 8.000 m2, xây dựng tòa nhà hỗn hợp có chiều cao 37 tầng, bao gồm 821 căn hộ chung cư cao cấp và 16 căn hộ liền kề, tích hợp đầy đủ các dịch vụ gia tăng như khu để xe, nhà trẻ, cửa hàng, bể bơi, hệ thống phòng gym, yoga, mang đến cho cư dân một hệ giá trị sống vượt bậc với chất lượng nhà ở ưu việt và dịch vụ xứng tầm, phù hợp mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành đô thị văn minh, hiện đại, từng bước để Hải Phòng trở thành một thành phố ngang tầm với các thành phố trong khu vực và quốc tế, theo tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của cả nước, là địa phương hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố, với số vốn tăng đột biến, trong đó có những dự án tới hàng tỷ đô la Mỹ và hàng nghìn tỷ đồng. Vì vậy, thành phố có rất nhiều lao động trong nước và nước ngoài đến sinh sống và làm việc, tạo nên sự gia tăng khá lớn về dân số và nhu cầu về nhà ở. Trước tình hình đó, lãnh đạo thành phố có chủ trương thu hút đầu tư, xây dựng nhiều dự án, công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân, được nhiều nhà đầu tư hưởng ứng và triển khai thực hiện. Trong đó có công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng thuộc dự án Hoàng Huy Sở Dầu sau khi hoàn thành sẽ cùng với công trình tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn 5 sao Vinpearl Hotel Imperia tại đường Hà Nội, phường Thượng Lý, tạo điểm nhấn và góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố. Đồng chí Lê Khắc Nam yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung nhân lực và vật lực để xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động. Đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm cao của Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng trong công tác giải phóng mặt bằng cùng các hộ dân trong vùng dự án đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương di dời đến địa điểm mới để dành quỹ đất thi công công trình. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cam kết với tinh thần quyết liệt nhất sẽ ưu tiên tối đa và tập trung mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo an toàn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, mang đến sự hài lòng cho khách hàng, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và niềm kỳ vọng của nhân dân.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử, sáng nay, huyện An Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đặng Cương theo nghị quyết số 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Đỗ Đình Đoàn tại thôn Thành Công, xã Đặng Cương, huyện An Dương là căn nhà đầu tiên triển khai theo nghị quyết 52 trên địa bàn thành phố. Gia đình ông Đỗ Đình Đoàn thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị tàn tật, không có khả năng lao động. Theo nghị quyết 52, gia đình ông Đoàn được hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, số tiền 35 triệu đồng, thời hạn trả hết nợ tối đa 15 năm, đồng thời được thành phố hỗ trợ 5,9 tấn xi măng và 14.000 viên gạch để xây mới nhà ở. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các cấp ngành địa phương liên quan giám sát chặt chẽ việc cung cấp gạch xi măng theo gói hỗ trợ của thành phố để công trình đảm bảo chất lượng. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đặng Cương tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn, người thân trong dòng họ chung sức ủng hộ thêm kinh phí để gia đình có số tiền đối ứng xây dựng hoàn thiện căn nhà cho gia đình ông Đỗ Đình Đoàn cũng như nhiều hộ khó khăn khác trên địa bàn huyện. Thực hiện nghị quyết 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố, huyện An Dương có 33 hộ được hỗ trợ xây mới, 14 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, tới thăm tặng quà một số gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Đồng chí Đặng Bá Cường tới thăm gia đình ông Đặng Nam, sinh năm 1922, là lão thành cách mạng, nguyên bí thư huyện ủy Kiến Thụy, nguyên chủ nhiệm ủy ban thanh tra nhà nước thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 7. Mặc dù đã 98 tuổi, song hiện nay ông Đặng Nam vẫn tham gia làm chủ nhiệm câu lạc bộ Thơ Dương Kinh. Đồng chí Đặng Bá Cường chúc ông sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo và tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương và thành phố. Tiếp đó, đoàn tới thăm gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Họp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy. Mẹ có một con trai duy nhất là liệt sĩ Trần Thanh Hùng. Đồng chí Đặng Bá Cường ân cần, thăm hỏi, chúc mẹ luôn mạnh khỏe. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của lớp lớp thế hệ đi trước vì độc lập tự do của dân tộc. Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sáng nay huyện An Dương tổ chức lễ khánh thành các công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 351 đoạn qua trung tâm huyện và công trình cải tạo sửa chữa trung tâm hành chính chính trị huyện. Công trình cải tạo sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và khuôn viên khu vực trung tâm chính trị hành chính huyện An Dương được khởi công xây dựng từ năm 2018, có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng bằng nguồn đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện. Dự án mở rộng đoạn đường tỉnh lộ 351 từ ngã tư Cầu Dế đến Cầu Gỗ với chiều dài 800 m được khởi công từ tháng 12 năm 2019 với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng do Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện làm đại diện chủ đầu tư. Tuyến đường được mở rộng trên cơ sở hiện trạng tỉnh lộ 351, mở rộng mặt đường sang hai phía từ 11 m lên 18 m, phần hè đường rộng từ 1,5 đến 2,5 m, bao gồm hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, biển báo, cây xanh hoàn chỉnh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình này có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn của huyện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước, tạo cảnh quan hài hòa cho khu vực trung tâm, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, huyện An Dương tổ chức khởi công 3 nhà và khánh thành 14 căn nhà cho hộ nghèo từ gói an sinh xã hội trị giá 5 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tài trợ và khánh thành 1 nhà cho người có công có khó khăn về nhà ở theo nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch, trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 của thành phố và đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, huyện An Dương sẽ khởi công, khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực trên địa bàn, chỉ đạo các cấp ngành địa phương tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực có ý nghĩa thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai, hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển sẽ chính thức được khởi động.
với vai trò kết nối các tuyến giao thông trong khu vực, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, tạo thuận tiện trong đi lại của nhân dân. Các dự án còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường bộ ven biển đang được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đối nội của thành phố. Đối với huyện Kiến Thụy, địa phương ven biển có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng rất lớn, nhất là về các dự án giao thông. Trong những năm qua, một số dự án hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ, các dự án này mới chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương nhỏ lẻ của người dân, chưa có dự án giao thông kết nối vùng và khu vực để phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Do vậy, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tôi đã gặp rất nhiều bà con đồng hồ và vô cùng phấn khởi. Người ta nói này, có lẽ đây là cái sự quan tâm đặc biệt của thành phố, đầu tư về tài chính, đầu tư về sự chỉ đạo để giao cho huyện làm chủ đầu tư, thì chắc chắn là con đường này sẽ có cái bước phát triển làm cho Kiến Thụy giữa công nghiệp với nông nghiệp kết nối với nhau để có cái đường phát triển đi được. Theo phê duyệt, tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua địa bàn khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy có chiều dài 14,8 km, quy mô đường giao thông cấp 3, chiều rộng nền đường 22m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và lề đường và các công trình trên tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 924 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố do Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ động thổ diễn ra vào ngày mai. Quê hương của chúng tôi là được những con đường lớn về là lối mạch giao thông giữa địa phương này và địa phương kia. Cái hình ảnh rất đẹp cho quê hương. Ngoài ra, thì con đường nó cũng là rất là thuận tiện cho giao thông. Mà khi đã thuận tiện giao thông, người dân ở chúng tôi mới phát triển kinh tế. Cái dự án này đi qua thì nó sẽ phát triển kinh tế tổng thể và nhất là ở các địa phương Đoàn Xá chúng tôi là những nơi mà đang cần những cái đầu tư dự án vào để nó phát triển kinh tế chung. Chúng tôi là cái phát triển kinh tế là ở cái mặt bằng hơi thấp. Nên là cho nên là một khi cái dự án vào thì mọi dân đều mừng, đều phấn khởi và rất là mong mỏi là dự án thi công tiến độ càng nhanh càng tốt để dân được hưởng thụ những cái phát triển kinh tế. Kết nối với tuyến đường bộ ven biển tại địa bàn huyện Tiên Lãng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển cũng sẽ được động thổ vào sáng mai. Mục tiêu của dự án là góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, kết nối trực tiếp các tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 37 với tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các xã ven biển của huyện Tiên Lãng và một số xã của huyện Vĩnh Bảo. Dự án Lạng Am nối với tuyến đường bộ ven biển ngày mai khởi công thì sẽ mang lại cái sự thay da đổi thịt cho thành phố Hải Phòng thân yêu của chúng ta. Và khi mà chúng tôi là những người dân thì chúng tôi rất là vui mừng, rất là xúc động, bởi vì khi có công trình này thì sẽ giảm thiểu cái tai nạn giao thông chạy qua trên địa bàn huyện Tiên Lãng của chúng tôi. Thứ hai là sẽ thu hút nhiều các cái doanh nghiệp làm thay đổi cái sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Khi mà được đưa vào sử dụng thì tôi cho rằng là nó sẽ làm cái giảm tải cho một cái tuyến quốc lộ 354 của coi huyện Tiên Lãng và sẽ làm một cái vấn đề mà đảm bảo tuyệt đối vấn đề an toàn giao thông trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là một người dân huyện Tiên Lãng thì tôi thấy là rất vui mừng phấn khởi. Thành phố trong những năm vừa qua và năm 2020 này đã tiếp tục đầu tư một số cái công trình trọng điểm để phát triển thành phố ngày càng thuận tiện trong vấn đề giao thông. Trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thành phố đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Liên quan đến các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và huyện An Lão, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển sẽ tạo thành những tuyến đường vành đai khép kín phía đông nam của thành phố. Đặc biệt, các dự án sẽ kết nối liên tục các điểm du lịch nổi tiếng như đền Nghè, khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, chùa Tháp Tường Long, đền Bà Đế. Đây cũng là cơ sở, điều kiện để các địa phương thu hút đầu tư,
tạo tiền đề thúc đẩy phát triển đa dạng kinh tế, du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa, góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Trong lịch sử phát triển của thành phố, Cảng Hải Phòng có vai trò hết sức quan trọng khi đây là nơi trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tiếp nhận hàng hóa viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa là đầu tàu phát triển kinh tế của cả miền Bắc. Chính bởi lẽ đó mà khi nhắc tới thành phố Cảng, người ta nhớ ngay tới Hải Phòng. Sau khi Hải Phòng giải phóng vào năm 1955, những người công nhân được hoàn toàn làm chủ bến cảng của mình, hăng say lao động, bám tàu, bám máy, xây dựng cảng Hải Phòng trở thành một trong những cảng biển lớn nhất của cả nước, đầu mối giao thông, kinh tế, an ninh, đối ngoại và quốc phòng của cả miền Bắc. Ngày 13 tháng 5 năm 1955, những tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố Hải Phòng. Trong sự náo nức của nhân dân thành phố sau ngày giải phóng, cảng Hải Phòng bắt tay vào khôi phục sản xuất. 3.000 công nhân cùng sát cánh bên nhau, quyết tâm xây dựng cảng Hải Phòng trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Với vị trí là cửa ngõ của đất nước, trong chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, cảng Hải Phòng là nơi tiếp nhận phần lớn hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và là căn cứ xuất phát của đường Hồ Chí Minh trên biển. Vì vậy, không quân Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt và tiến hành phong tỏa cảng Hải Phòng nhằm hủy diệt đầu mối giao thông vận tải, ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho miền Nam và của quốc tế cho Việt Nam. Đó cũng là thời kỳ cán bộ, công nhân cảng phát huy tinh thần đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, anh dũng bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Hơn 40 triệu tấn hàng hóa nhập khẩu viện trợ từ nước ngoài được tiếp nhận an toàn. Là một người công nhân gắn bó với cảng Hải Phòng hơn 40 năm, ký ức về những chuyến tàu chở hàng triệu tấn thiết bị máy móc để đến với những công trình trọng điểm trên khắp hai miền Nam Bắc. Ký ức về một thời công nhân cảng phấn khởi hòa mình vào công cuộc xây dựng thành phố và đất nước sau năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của ông Sinh. Tôi cũng rất là vinh dự được là công nhân cảng Hải Phòng từ năm 1973. Trong cái thời điểm đấy thì các đồng chí cũng biết rồi là nó là cuộc chiến tranh là rất là ác liệt. Tất cả tinh thần của cán bộ công nhân viên chức cảng Hải Phòng nói chung cũng như là những người công nhân chúng tôi là làm việc hết sức mình, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Thế thì đây phía này là bến cảng này là rất là nhiều tàu, chủ yếu là tàu của Liên Xô và Trung Quốc. Thì ở cảng Hải Phòng có làm việc là 6 nghỉ 12. Đấy, 6 tiếng nghỉ 12 tiếng. Thế nhưng mà cái công việc mà lúc mà nó cần thiết thì công nhân ta tự giác làm thêm giờ, không kể ngày đêm gì cả. Mà không ai nghĩ rằng là cái mình làm mà đòi hỏi một cái gì cả. Khép lại thời kỳ bao cấp với vô vàn khó khăn thử thách, cảng Hải Phòng nhanh chóng hòa nhập vào công cuộc đổi mới, mở rộng và từng bước phát triển theo hướng chính quy hiện đại, không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực khai thác, xếp dỡ hàng hóa, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ của đất nước và thành phố trong tình hình mới. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho cảng Hải Phòng đầu tư bến số 3 và số 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 7.000 tỷ đồng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cảng Hải Phòng có quá trình hình thành và phát triển gần 150 năm và gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố Hải Phòng. Chúng tôi có bề dày lịch sử truyền thống và với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề và sự đoàn kết, kiên cường sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên cảng thì chúng tôi đã có được những thành quả xứng đáng như ngày hôm nay. Bên cạnh cái yếu tố truyền thống thì chúng tôi đặc biệt là luôn luôn nhận được sự quan tâm của các bộ ngành từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và các bộ ngành liên quan nên chúng tôi đã có được những thành quả như ngày hôm nay. Với bề dày truyền thống vượt qua khó khăn, vươn lên nắm bắt thời cơ, vận hội mới, cảng Hải Phòng đã góp phần đồng hành cùng với mỗi chặng đường phát triển của thành phố, khẳng định tầm vóc của một Hải Phòng trong thời kỳ mới.
Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước, nhìn lại chặng đường 5 năm nỗ lực đổi mới và phát triển, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên còn vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ 24, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ 14, sẵn sàng bước vào một nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, vững vàng, quyết tâm xây dựng bệnh viện không ngừng lớn mạnh. Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên chú trọng, coi đó là yếu tố cốt lõi để tập hợp, củng cố tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong toàn đảng bộ. Đảng ủy Bệnh viện tích cực triển khai lan tỏa cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của người thầy thuốc, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận, áp dụng hiệu quả mô hình cơ chế một cửa và nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử tại đơn vị đã góp phần quan trọng để Đảng bộ Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, lương y phải như từ mẫu. Mỗi cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên không ngừng nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ ứng xử, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của bệnh viện. Đến nay, 100% trưởng các khoa lâm sàng đã có trình độ sau đại học. Hàng năm, bệnh viện thường xuyên phát triển từ 3 đến 5 kỹ thuật mới chuyên sâu, đến nay đã làm chủ được gần 4.000 kỹ thuật, trong đó có 30% các kỹ thuật thuộc tuyến trên. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu và mức độ hài lòng của nhân dân, 5 năm qua, bệnh viện đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, nghiên cứu cải tiến quy trình khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn được 40-50% thời gian chờ của người bệnh. Nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý bệnh viện, hàng năm điểm chất lượng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế luôn có xu hướng năm sau tăng hơn năm trước, từ 3,32 điểm vào năm 2015 đã tăng lên mức 3,71 điểm vào năm 2019. Sau 5 năm, quy mô bệnh viện tăng từ 400 giường bệnh kế hoạch lên 500 giường bệnh kế hoạch. Các chỉ tiêu khám chữa bệnh cơ bản đều tăng, nổi bật là chỉ tiêu phẫu thuật tăng hơn 37%, siêu âm tăng 20%, nội soi tăng gần 30% là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên suốt chặng đường vừa qua. Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên trong cái nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị của mình, đó là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cho nhân dân, nâng cao sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Và nhiều cái bệnh tật trước đây phải chuyển tuyến trên thì bây giờ chúng tôi đã triển khai được ngay bệnh viện. Thì chúng tôi cũng là trở thành một trong những cơ sở thực hành tin cậy của trường Đại học Y Dược Hải Phòng, rồi của trường Cao đẳng Y Hải Phòng. Đối với cấp trên thì chúng tôi cũng được đánh giá là một đơn vị luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và trong nhiều năm thì chúng tôi được Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Y tế, rồi Sở Y tế tặng bằng khen, cờ thi đua và các giấy khen. Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đứng trước những cơ hội và thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục bám sát yêu cầu định hướng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công, nâng cao hơn nữa năng lực, lợi thế cạnh tranh để thích ứng với những yêu cầu đặt ra của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi đề ra một cái chỉ tiêu để phấn đấu là chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 là bệnh viện sẽ phấn đấu đạt cái quy mô là 600 giường kế hoạch, trở thành bệnh viện hạng 1. Chúng tôi cũng sẽ tập trung phát huy những cái thế mạnh và tiếp tục đẩy mạnh cái việc là thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời là chúng tôi sẽ tập trung vào sự phát triển về yếu tố con người, tích cực ứng dụng, triển khai nhiều kỹ thuật mới hiện đại để phục vụ tốt hơn cho người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Chúng tôi luôn luôn xác định với cái tư tưởng là một người thầy thuốc cách mạng, luôn luôn phải phấn đấu hết sức mình vì cái nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong cái nhiệm kỳ tới này thì bản thân chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm sao để nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn, cộng thêm với lại cái sự tu dưỡng về đạo đức nghề nghiệp. Thì với sự đầu tư, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện thì chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa
về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời sẽ là một cái địa chỉ tin cậy cho người dân khi đến đây khám. Kết thúc một nhiệm kỳ thắng lợi, đối với Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, sự hài lòng, tin tưởng và ghi nhận của nhân dân sau mỗi ca bệnh được điều trị thành công chính là thành tựu, phần thưởng to lớn cho những nỗ lực, quyết tâm của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện trong suốt thời gian qua, là động lực để Đảng bộ bệnh viện tiếp tục tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đầy thiêng liêng, mang lại sự bình an, niềm hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 63 năm vào ngày 30 tháng 5 năm 1957, cán bộ, đảng viên và công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vsem Hải Phòng, vinh dự được đón bác về thăm. Tại đây trò chuyện với cán bộ công nhân lao động nhà máy, người đã ân cần căn dặn. Nhà máy xi măng Hải Phòng trước đây là của thực dân, bây giờ là của các cô các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản, bây giờ là người làm chủ đất nước, phải xứng đáng với vai trò của mình. 63 năm qua ghi nhớ lời Bác dạy và thực hiện di chúc của Người, Đảng bộ và công nhân nhà máy luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bà Trương Thị Len là một trong những công nhân của tổ đá nhỏ KA, nhà máy xi măng Hải Phòng, vinh dự 7 lần được gặp Bác Hồ, vẫn xúc động khi nhớ tới những lần được gặp Bác. Một trong những lần gặp để lại dấu ấn sâu sắc nhất, đó là khi bà cùng cán bộ, công nhân nhà máy xi măng được đón Bác đến thăm ngày 30 tháng 5 năm 1957, trong lần thứ 3 Người về thăm Hải Phòng. Bây giờ đã ở tuổi ngoài 80, nhưng mỗi lần nhắc lại kỷ niệm khi ấy, bà Len và nhiều cán bộ, công nhân lao động nhà máy vẫn bồi hồi, xúc động và tự hào. Họ vẫn nhớ như in từng câu, từng lời Bác căn dặn. Bác nói một câu như thế này này. Thế hôm nay bác về thăm thành phố và tranh thủ đến thăm nhà máy. Thế bây giờ nhà máy thì nhà máy của ta. Tôi nói thì dễ hiểu, dễ gọn lắm. Thế bây giờ các cô, các chú là phải làm gì? Bây giờ mình là làm chủ. Đấy, cụ nói xong cụ thấy. Bây giờ mình làm chủ. Thế trước đây mình đi làm thuê. Bây giờ mình làm chủ. Thế thì bây giờ làm chủ rồi thì bây giờ trong cái thời gian mà nó rút đi, thì các cô các chú cất những các cái dụng cụ đồ nghề đấy để mà sửa chữa các cái thiết bị máy móc thì bây giờ mang vào để nhanh chóng sửa chữa để khôi phục lại nhà máy để làm thế nào mà càng sớm càng tốt để sản xuất ra xi măng để cung cấp cho đất nước lúc này đang rất cần xi măng. Những lời căn dặn của Bác đã trở thành động lực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ và công nhân nhà máy. Phong trào thi đua lao động sản xuất, ca nọ vượt ca kia, phủ khắp nhà máy. Điển hình là thi đua cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa khâu chuyển đá của tổ đá nhỏ KA do bà Trương Thị Len làm tổ trưởng. Những cô gái tuổi mới đôi mươi căng mình đẩy những xe đá nặng cả tấn. Nhờ bố trí sắp xếp lao động và trang thiết bị hợp lý, tổ đá nhỏ KA dù thiếu người nhưng vẫn bảo đảm sản xuất, tiết kiệm thời gian. Từ vài chục xe mỗi ca, tổ tăng lên hàng trăm xe đá mỗi ca, năng suất vượt 200%. Tổ được tuyên dương là tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc. Cá nhân bà Len vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Được gặp Bác và lại nghe Bác trực tiếp căn dặn, Bác nhắc nhở vì là một cán bộ được trưởng thành từ công nhân mà lên trong quá trình lao động. Cho nên là cháu phải giữ, đấy Bác nói nguyên văn như thế đấy, cháu phải giữ, phải nhớ là không bao giờ được mất chất công nhân. Đặc biệt là Bác nhắc là phải chí công vô tư. Đây là một cái điều mà tôi khắc sâu trong cái trái tim và khối óc của mình. Thực hiện lời dạy của Bác và căn dặn của Bác thì trong cái quá trình làm việc khi còn công tác thì phải nói rằng là luôn luôn giữ gìn và phát huy những cái phẩm chất đạo đức
của một người công nhân tiêu biểu. Đấy. Và đối xử vì làm công tác quản lý, cho nên là phải làm thế nào mà phải quan tâm đến người lao động. Cũng từ phong trào thi đua sản xuất làm theo lời Bác, tại nhà máy xuất hiện nhiều anh hùng lao động như Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Hiền Viết, Nguyễn Văn Vinh. Nhà máy duy trì đỏ lửa lò nung trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gian khổ, ác liệt. Vượt qua vô vàn khó khăn thử thách của những năm đầu hòa bình, luôn sản xuất ổn định, cung cấp hơn 2,8 triệu tấn xi măng, kịp thời phục vụ xây dựng các công trình kinh tế và quốc phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Những lời dạy của Bác trong lần về thăm đơn vị vẫn luôn là kim chỉ nam, được cán bộ, đảng viên và người lao động công ty xi măng Vizem Hải Phòng giữ gìn, truyền thụ và phát huy. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân công ty đều thấm nhuần lời dạy, tư tưởng của Bác về nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, không ngừng thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. Nhờ vậy, nhiều năm qua, Đảng bộ công ty luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. Tự hào và phát huy truyền thống là địa chỉ đỏ, một trong những cái nôi của phong trào cách mạng. Công ty luôn quan tâm, chăm lo đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, là nơi đào tạo lực lượng cán bộ cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, thành phố và nhiều bộ ngành trung ương. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, thành phố đã được rèn luyện và trưởng thành từ đây. Với những kết quả đạt được, các thế hệ cán bộ, đảng viên và người lao động, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xi măng Vizem Hải Phòng thực hiện tốt di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ khi Bác về thăm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng xem xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Các ý kiến phản ánh gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Ban thi đua khen thưởng, địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, điện thoại liên hệ 02253-374-7154, fax 02253-746-837. Chúng tôi xin được chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam có 288 ca mắc COVID-19, trong đó có 241 ca đã được điều trị khỏi, 47 ca đang điều trị, không có ca tử vong. Tại Hải Phòng, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có người nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp nghi nhiễm đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trên thế giới, đến 18 giờ chiều nay, đã có 4.030.047 người nhiễm COVID-19, trong đó có 276.498 người đã tử vong và 1.394.958 người được điều trị khỏi. Vào tối nay, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng sẽ ra mắt vở kịch Người trong mắt bão, tác phẩm đầu tiên của sân khấu kịch Việt Nam về nội dung tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Với những tình tiết, những sự việc rất đời thường, 60 diễn viên nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật đất cảng mong muốn được góp sức truyền tải thông điệp về dịch, kịp thời tri ân những người chiến sĩ trong tuyến đầu phòng chống dịch. Tôi 50 cân ạ? Bác ăn bác hương, gạo thái hay là hải hậu? Tôi ăn cả ba loại. Ôi dạ. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và công cuộc chống dịch như chống giặc, đầy cam go thử thách quyết liệt của cả nước là chất liệu cho những người sáng tạo sân khấu, hình thành ý tưởng sáng tác kịch bản về đề tài nóng hổi này. Người trong mắt bão không chỉ nói lên tiếng lòng, nỗi niềm của các nhân viên y tế, lực lượng công an, bộ đội, mà còn thể hiện niềm tin, sự lạc quan, tinh thần đoàn kết của toàn đảng, toàn quân, toàn dân khi chiến đấu với dịch bệnh. Với thời lượng của một tác phẩm sân khấu truyền hình, vở kịch có thể chưa miêu tả trọn vẹn những đóng góp cho thành quả chống dịch của cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng. Nhưng với những lát cắt được phản ánh, tác phẩm đã phần nào truyền tải được những nỗ lực vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, không chỉ của thành phố Hải Phòng mà còn của cả đất nước trong những ngày đương đầu với dịch COVID-19. Thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Bắc thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ,
nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Nam thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4.